gì thế? À, tớ đang đọc sách của nhà giáo ưu tú Nguyễn Học Kỳ. Cái sách là gì vậy? Tên sách là Lời Vàng Treo Con. Vậy cậu đang có một bài không? Spring Road. Chúng em xin chào quý thầy cô và các bạn đến với buổi giới thiệu sách ngày hôm nay. Em tên là Nguyễn Phan Gia Linh. Em tên là Lương Vĩnh Tiện. Chúng em đều đến từ lớp 2B, trường tiểu học Trưng Trắc. Hôm nay, chúng em xin giới thiệu cuốn sách Lời Vàng Treo Con, một tác phẩm của nhà giáo ưu tú Nguyễn Ngọc Ký. Treo Con được chia làm 7 chương: biết yêu thương mọi người, biết yêu thiên nhiên đất nước, biết học tập tốt, lao động tốt, biết rèn các đức tính tốt, biết giữ vệ sinh an toàn, nề nếp kỷ luật, biết tránh xa thói xấu, biết giao tiếp ứng xử. Sau con ngõ nhỏ, quảng cuốn khăn thắm đỏ, đến sắc cờ hồng tươi. Mỗi khi được điểm người, nhớ ơn cây đèn sáng, ơn bảng lên phần trắng, ơn thầy, bạn, mẹ, cha. Còn cậu thích bài thơ nào nhất? Và cậu ấn tượng nhất là bài thơ Tự Lập. Để đọc cho mọi người nghe nhé. Tự Lập. Cái tự lập với tuổi thơ là con biết tự lo chính mình, biết ăn ngủ ít vệ sinh, áo quần đầu tóc đẹp xinh gọn gàng. Biết tự lập với tự tin, càng làm con sẽ càng thêm yêu mình. Bài thơ này lúc tới bước phần đấu, rất tự lập, cho con nhờ bố in ra để hàng ngày học đấy. Nhiều bài thơ hay, bổ ích, giàu cảm xúc, viết về kỹ năng sống trong gia đình, nhà trường và ngoài xã hội. Quyển sách chứa đựng rất nhiều tâm huyết, kinh nghiệm của tác giả, một người có rất nhiều nghị lực trong cuộc sống. Đây là Cẩm Nang và là người bạn đồng hành thiết thực trong hành trình rèn đức luyện tài của mỗi học sinh chúng ta. Đúng vậy đấy các bạn ạ, chúng ta hãy có cho riêng mình cuốn sách này nhé. Sau khi đọc xong, chúng ta hãy cùng học tập và rèn luyện thật tốt để trở thành con ngoan trò giỏi, là niềm tự hào của gia đình, nhà trường các bạn nhé. Buổi giới thiệu sách đến đây là kết thúc. Chúng em xin cảm ơn quý thầy cô và các bạn đã lắng nghe. Xin hẹn gặp quý thầy cô và các bạn trong buổi giới thiệu sách lần sau.